Đây sẽ là trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ tư của giải bóng đá vô địch quốc gia này Nations League 2022. Phải chờ tới vòng đấu thứ tư thì các cổ động viên của câu lạc bộ Hà Nội mới được chứng kiến trận đội bóng của họ thi đấu tại giải vô địch quốc gia năm nay. Hà Nội vào lúc này đã bắt đầu vượt qua được cơn bão về tình trạng sức khỏe của các cầu thủ và họ đã sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên của mình ở mùa giải mới. Đối thủ của họ ở trong trận đấu này sẽ là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đội bóng có thành tích đối đầu có thể nói là không tốt khi phải thi đấu tại sân vận động Hàng Đẫy. Một đội hình xuất phát với nhiều sự mới mẻ và câu lạc bộ Hà Nội sẽ khởi đầu như thế nào trong bối cảnh mà các đối thủ của họ ở giải vô địch quốc gia năm nay đều đã có những trận đấu để lại những kết quả khác nhau. Với nhiều người thì đây đang là một bước xuất phát mà câu lạc bộ Hà Nội ở vòng đấu thứ tư này trước khi giải đấu tạm nghỉ sẽ phải hướng tới một trận đấu với 3 điểm trọn vẹn nhằm có được một bước tạo đà tốt trước khi giải đấu sẽ quay trở lại vào tháng 7. Số 43 Brandon Lucas và số 91 Mauricio, huấn luyện trưởng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đó là ông Trần Minh Chiến. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Ở trong hiệp 1 thì đội chủ nhà sẽ chấn giữ thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Đội bóng cuối cùng sẽ có được một màn trình diễn thực tế ở năm 2022, đánh đầu khá nguy hiểm. Nỗi lo ở vị trí thủ môn của câu lạc bộ Hà Nội là chưa hết. Bốn thủ môn của họ đều bị dính Covid và khiến cho trận đấu gần nhất phải hoãn lại. Và ngay sau khi trở lại thì thủ môn Tấn Trường cũng lại gặp phải vấn đề tương tự. Sút không có gì nguy hiểm cả. Thành phố Hồ Chí Minh đã từng có được những bàn thắng trên sân Hàng Đẫy từ những quả đá phạt ở cự ly tương tự. Bắn vào khá nguy hiểm và đó là một tình huống băng ra thiếu hợp lý của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Suýt chút nữa thì đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho đội chủ nhà và đó là tiếng dứt điểm của Tuấn Hải. Tuấn Hải đã tạo ấn tượng mạnh trong máu của đội tuyển quốc gia trong những trận đấu gần nhất. Và trở lại với câu lạc bộ Hà Nội, anh được cho là có một môi trường lý tưởng để phát triển thêm bản thân. Chúng ta hãy cùng xem lại quả tạt của Siliadi. Hai coi dứt điểm không vào. Rất đáng tiếc nhưng tiền đạo bên phía câu lạc bộ Hà Nội đã rơi vào thế việt vị rồi. Vẫn là một pha bóng thực sự là rất nhạy cảm, rất nhạy cảm. Đấu đầu tiên của V-League năm nay thì Lâm Thi Phong cũng đã bị Covid-19 và không thể có mặt, rất nguy hiểm. Sút bóng sống là một những sở trường của Vũ Minh Tuấn. Vấn đề là họ chưa có được tính chất nguy hiểm. Đây là cội nguy hiểm nhất kể từ đầu trận của câu lạc bộ Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng xem lại đợt phối hợp của các cầu thủ chủ nhà. Tuấn Hải có một tình huống vào đà và dứt điểm rất hay. Đó là cơ hội rõ rệt nhất của đội chủ nhà kể từ đầu trận. Trong đó Hải Phòng đang bóng có được sự khác biệt. Bóng lập bập. Cảm giác như với thế trận như thế này thì câu lạc bộ Hà Nội có thể có bàn thắng vào bất kỳ lúc nào. Vẫn đang là đội chủ nhà. Thêm một quả tạt nữa. Đánh đâu! Một tình huống phòng ngự có thể nói là khá thụ động của các hậu vệ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đình Khương gần như là đã đứng nhìn và chứng kiến tình huống dứt điểm này của Tuấn Hải. Phút thứ 35 có khá nhiều cơ hội nhưng đội chủ nhà chưa thể tận dụng. Thì cả Mauricio cũng như là Hoàng Vũ Giang Sơn và cả Bruno nữa. Cơ hội. Tuấn Hải quan sát được Bùi Tiến Dũng lên cao và anh quyết định có tình huống đá ngay về phía khung thành của thủ môn này. Nhưng pha tiếp xúc bóng của Tuấn Hải là không tốt. Là trong những đợt phản công của mình, Thành phố Hồ Chí Minh có thể làm nhiều hơn. Cú đá vào của Lâm Thi Phong. Một trận đấu mà
vào một cú sút xa. Ngay một cú tiếp bóng bắt chính cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng Vũ Sam Sơn và Bùi Tiến Dũng đều đang đối mặt với những người đồng đội cũ. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú sút được thực hiện bởi Đức Huy. Được đánh giá rất cao mùa giải năm nay. Không được. Và hàng ngang không thành công của Silari. Rất hay. Pressing tốt của cầu thủ Hà Nội. Một hàng hậu vệ. Cầu vừa dài cho Văn Kiên. Chuyển 5-5 thua của đội bóng dành cho cầu thủ đội chủ nhà và thẻ đỏ trực tiếp. Tiếp dành cho Văn Kiên từ một cơ hội tấn công sáng giá thì cuối cùng nó lại được kết thúc bằng chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho Văn Kiên. Một thế trận như này sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên có điểm trên sân vận động Hà Nội khi gặp đội chủ nhà. Huy Toàn đánh đầu, vẫn còn tuyến hai dứt điểm, người dứt điểm là Trọng Long, vẫn còn đã có lỗi việt vị của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Silari cố gắng xoay sở, vẫn là Silari và một cú sút. Chiều Ngô Tùng Quốc khá nguy hiểm, vẫn còn côi, vẫn còn Huy Toàn dứt điểm không vào. Trước đó có vẻ như các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã việt vị rồi. Lại một lần nữa là một tình huống khá nhạy cảm, nhưng chúng ta cần phải thông cảm cho các trọng tài. Vì khi theo dõi qua truyền hình thì chúng ta sẽ được xem lại những góc. Chỉ còn 10 người ít nhất thì họ vẫn đang chứng tỏ được sự cân bằng. Rất nguy hiểm không vào. Suýt chút nữa thì đã có một tình huống phản lưới nhà của hậu vệ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Hết sức lúng túng. Đã cùng xem lại pha bóng vừa rồi. Bóng chạm vào cột dọc khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Tùng Quốc chính là một những cầu thủ nội thi đấu ổn định và xuất sắc nhất của Thành phố Hồ Chí Minh kể từ đầu mùa giải. Vẫn là Tùng Quốc. Trước đó thì